Hello, xin chào mọi người, chào mừng đã trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với đề đường đường Lucky Block. Hôm nay sẽ có cuộc chiến giữa quả Lunala và quả Sol Galen mọi người. Đó, trước khi video mày làm trời, nó mày đi điệu vũ điệu Michael Jackson hả nó? Mày đi Michael Jackson hả mày? Mày nhìn tới đây nè, đó, hay đỉnh chưa? Đó, đây mới gọi là Michael Jackson nha mày. Lên cơn. Mày mới lên cơn á. Ok mọi người, thì hôm nay ha sẽ có cuộc chiến giữa quả Lunala và quả Sol Galen. Đấy, hai quả này rất là trông chờ đúng không? Nhưng mà trước khi video bắt đầu thì mình hy vọng mọi người sẽ thích video này bằng cách là nhấn nút like cũng như là bấm vào điện thoại nút like cũng như bấm nút vào đăng ký chứ bấm vào cái chuông thông báo cho mọi người để mỗi khi mình ra video về Minecraft thì mọi người có thể nhận được thông báo mới nhất của mình. Và mọi người đừng quên đó chính là chia sẻ video thật nhiều để ủng hộ cho mình, để có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều video về Minecraft hay là Lucky Block cho mọi người coi nha. Mình hy vọng mọi người sẽ ủng hộ clip Minecraft nhiều như là Lucky Block nha mọi người. Tại vì có nó thì mới có cái này nha mọi người. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Quẩy trước để được may mắn. Nhiệm vụ đầu tiên là xì hơi bên đường con núp dây tây. Bẹt. Ok, win. Mày đi về không? Mày đi về không? Mày đập ra bể bóng của tao luôn nha núp. Bể bóng gì? Tao cố tình đập mà. Rồi, tao đập hết xui xẻo vô mày. Ôi trời, mình đạp nó con sẽ bén sò luôn. Con này của mình rồi, phải bắt lại mọi người à. Ờ, mày nhanh lắm con. Đi anh xì. Đi anh xì. Grand Ninja level 50. Ui, mèo chu hãy cho tay mình mở ra sẽ bén sò không à mọi người. Ôi trời. Ta sẽ mở ra là con siêu xịn luôn. Đấy, thấy chưa? Một sẽ bén sò nó kìa. Ê, sao tự nhiên hai con giống nhau vậy? Ờ, mày bắt lại kìa, nó bay tùm lum hết kìa. Cái gì vậy? Nó bay tùm lum. Ôi, nó bay xuống dưới luôn trời. Ai đã coi, đã coi nó mất không ta, nó bay xuống dưới cho nó tự chết á. Không chết đâu, mà nó rớt ở dưới á. Mày không tin phải bay xuống dưới là mày thấy một đống Pokemon dưới luôn. Chết mày ơi, nó bay xuống đụng dưới đất chết mình game mất một rớt nó còn chết nữa. Nó không có chết đâu. Con Mewtwo mới là mấy con đó nó hay bị lắm. Ê, Lucario. Ngon. Lucario thần. Mewtwo. Ui. Ra, tao có đi ra sảnh à. Tao có ban kia Akoi nè. Lunala. Hôm nay đạp khá là nhiều bóng nên chúng ta sẽ không sợ thiếu đâu mọi người. Ôi Goldot. Goldot xịn này. Kỳ trước mình chưa có đạp ra con không ra được con Sol Galen luôn, hay Sol nữa, Sol luôn. Ê sao coi hôm nay mình có mày đạp ra. Này quả Lunala và quả này chắc chắn sẽ có con, tao nghĩ là có con Lunala giống như con Sol Galen không quá mày. Ai, chưa có con gì kìa. Chưa kìa, con Miu đi đi. Không bắt mày đâu. Ganh da bự và bá luôn mày. Sao nay mày đập chậm hơn tao vậy? Tao đang đập từ từ. Ui, Necro level 90 luôn. Ngon lành. Articuno, thiên hà. Ui. Đập hai quả bấm nhiều quá mà cứ từ từ. Sernet. Cứ từ từ, gọi bóng cũng nhờ. Ôi cha, bẻ bóng của tôi luôn. Con Ray Waja có chữ cổ á, mày là mạnh nhất luôn á. Cái con hồi vàng không có mạnh bằng đâu. Ui. À con chữ cổ, tao thấy con chữ cổ lúc nào cũng mạnh. Chết rồi, nó có đâu đồ nè mọi người. Ui trời ơi, thấy chấm, cứ tưởng là con xịn chứ. Ui đâu đồ luôn ha. Ta cũng có. Ơi tao có. Ê, Diaga nữa đó mày. Hai con Diaga liên tiếp. Để tao có con Diaga lên 100 luôn. Không chơi, con chăm mày, con giang mày. Tao nói thôi, tao có chơi. Mày nói mày được chơi đúng không? Cái con nó vừa ra nó bay tứ phía. Kaiori Infernape Gaco. Bên vô chip. Ờ con chữ cổ là mạnh nhất mày. Tao thấy con chữ cổ đó lần nào ra nó cũng mạnh kinh hồn luôn mày. Nó mạnh lắm. EVS của nó cao cực. Ôi Zedrom này. Ui Diaga lửa. Ngon. Ê sao bắt không được. Ấy là bắt dùm cho. Con này dễ ra hết rồi. Ờ con này không ba mình ra được nhiều, không ra được con Sol Galen luôn. Titanita, nhưng mà level 61 mà, không đủ đô. Ờ, đi cạch rớt. Ồ, Tendurus nè. Có con Tendurus thiên hà luôn. Ôi, lại phải nói sao thiên hà nữa kìa. Bút wow, đỏ sờ ngầu. Rồi, hey, hôm nay ta sẽ đi lên bằng đường này, rồi chưa? Ôi, mình chưa có cái gì xịn hết ta. Lunala, ủa phải con
tao có mấy con Niaga xịn luôn mày. Ý con này con nó giá sờ nữa nè. Bữa sau tôi cho con này nó bay ra mới được. Mày bay ra đẹp lắm. Ôi tao cũng ra con lửa luôn. Ôi mày, mấy con này ra nó bay. Ờ cho mày đi luôn. Bắt mày đầu trà đi. Nó ra cái là nó nhúng bay ra trời à mày. Auto ra một cái là nó bay một phát lên trời luôn. Ui con Rayo da bay luôn rồi. Tao lên đây trước rồi tao lập hết bóng mày luôn. Ôi tàn ngóc cùi. Tao lên đây tao lập hết bóng của mày. Mày lên mày phá bóng của tao nha núp. Mày cũng mò tay của mày đập một trái cho được mà. Tay mày thối quắc luôn, làm tao nãy tao không được con special gì nè. Grand Ninja Level hết chưa? Tao đập vô là hên liền, mày đập tay mày thối quắc luôn. Đắc Rai nè. Ôi con Son Ga leo khó ra thiệt mọi người. Đập nãy giờ quá trời luôn ấy. Khó dữ rồi ta. Cái đường kia rồi, nó dài lắm đó mọi người. Bây giờ Lunala còn không có nữa. Lunala còn không có nữa đó. Chắc là do quá nhiều con special nên tỷ lệ ui ra cực kỳ khó đó mọi người ạ. Ui ê, con lửa này, này là phiên bản có con lửa sao. Con dung nham nè. Dung nham nó ra hoài ghê luôn á. Địa cục lửa ra quá trời luôn. Evento nữa nè. Ôi lại con lửa nè, cái Latina nè, kỳ trời. Rồi đâu lên level ban đầu luôn. Ôi con gà cồ không có lồn. Mewtwo, thế mày có thấy con Mewtwo nó yếu ghê luôn. Pichu giờ yếu rồi, những phiên bản gì con mạnh quá, Pichu hết thời rồi, Pichu mở luôn. Chắc là Mewtwo thần ghê lắm ha. Đâu, nó là game 1 thôi, game 1 bình thường giật tới game 8 rồi thì nó phải yếu thôi. Những phiên bản đời sau sẽ là phiên bản mạnh hơn chứ. Ôi cho con Phiên leo đỏ hả mày. Mày với mày hên rồi đó. Con leo đỏ luôn. Mày ra được con đỏ là mày đỉnh lắm rồi đó. Ủa cái con, con Melotic hay là con Dragon này nó gì dễ thương ơi luôn. Trời ơi, gì mà tao hết bóng luôn rồi mày. Tập gì tao hết bóng luôn. Trời ơi, nãy đập hết gần mấy block luôn á mà không xin nha, mày bắt mày từ từ thôi chứ mày bắt ào. Ôi trời ơi, có một tím hết hồn luôn, chú tể mọi người ạ. À. Trời ơi. Mày... Chú tể nhiều khi cũng mạnh lắm mày. Trời ơi, đằng mấy con đầu không mà đang săn con mới mà không có rồi. Hay là uống là ê Lucky Ball hả? Uống vô. Đó, ngon. Cộng thêm máu nè. Đó. Ôi nó có cái hiệu ứng gì ở trên kìa ta. Mấy cái... Ê mày chê con đó hả? Ôi, Necro băng hay chưa? Vừa uống cho mày mắng ghê ta ngon nha, Lucky Ball liền. Lucky Ball. Ui, rô đó liền hay chưa? Mà đi nhìn cái dòng chữ á mọi người, đập ra cái con special là biết liền. Những cái dòng chữ mọi người thấy không? Những cái special ra nó có dòng chữ đỏ. Legend là chữ tím không à. Nói chưa? Chữ tím hay chữ xanh. Còn con kia là chữ xanh với chữ đỏ. Không cái thực thông báo là Pokemon hay là Legendary mọi người ạ. Ui. Special nè, Cha. Rồi luôn. Xong luôn. Bọn này đông như quân nguyên á mà nhưng mà ra con có hường không hoặc kỳ dữ ta. Yuti sắp hết bóng. Ui Lunala nè, tao ra rồi, trời ơi. Vậy Lunala nào đâu? Giống như là phiên bản của Son Galeo luôn. Lunala đó có rồi mà. Đâu con này đã có nào đâu. Cái phiên bản trước là phiên bản băng mà. Phiên bản băng là phiên bản kết hợp mà. Làm gì có phiên bản cầu vòng, phiên bản thiên hà như thế này đâu. Không như thiên hà có rồi. Chưa, phiên bản này chưa. Phiên bản này chưa có phải mọi người, ở đây mọi người nhớ mọi người. Phiên bản này là phiên bản kỳ hệ với lại giống với là con Son Galeo mọi người. Chứ là phiên bản này là mình thấy chưa ra là phiên mình nhớ là có phiên bản băng rồi nè, có mấy phiên bản đặc biệt là phiên bản băng rồi. Nhưng mà chưa có phiên bản này, phiên bản băng với lại phiên bản chưa có phiên bản này. Tao nhớ con người là có hai cái gì đó. Không biết. Chưa đâu, để mọi người comment đi mọi người, chắc chắn là chưa có phiên bản này phải không mọi người. Ôi con Axon còn chưa ra nữa. Yeah, mình ra được một con mới rồi. Con này chắc là phải giờ ra con Son Galeo nữa cơ. Thì hai con đấu nhau mới hợp. Ôi bên kia, con Son Galeo đấu đâu có lại con Lunala đâu. À, nó là kệ, nó là hai đứa nó mà nó là phải cạnh tranh với nhau mọi người ha. Nhưng
Thôi bây giờ mày cái mục tiêu của mày, mày nhảy xuống một cái đi chứ mày đừng nói nhiều đó ơi. Mày nhảy trước đi, hả? Từ từ để tao nhảy trước kìa. Ủa gì kì vậy? Một cái một ngon lành. Ủa gì kì mày? Vậy mày đâu rồi? Sao tao đụng cái lửa cái chết luôn rồi, bữa trước đụng cái lửa đâu chết đâu ta? Chứ mày đụng cao quá trời. Tao đụng nhưng mà tao không chết được. Chuẩn bị các bạn hãy đợi trong vòng vài giây nữa, núp sẽ được chết cái chách ngay đây một lần nữa nha mọi người. Đụng đúng cái lửa chết luôn kìa. Nhanh lên. Cái chết của mày sẽ là tiếp theo thôi núp à. Mày khóc cái mày lại mày nhớ mày spawn ngay chỗ đó nha, chứ không là mày đi nữa đó. Trời tao xíu. Chuẩn bị các bạn hãy thả ha ha vào mặt con núp mọi người. Chuẩn bị thả ha ha vào mặt con núp nha mọi người. Rồi nó spawn rồi kìa. Chuẩn bị thả ha ha vào mặt núp. 1, 2, 3 chạch, nó nhảy một phát qua luôn rồi mọi người. À, tao biết rồi, tao rớt trúng cái cây. Nó chạch ở trên đây mọi người. Tao rớt trúng cái cây. Rồi tung vàng á. À, tung vàng may mắn. Mày mày tung vàng ơi, mày rớt cái này là cái chạch nữa nè, không có tung vàng, tung bạc vậy đó. À vàng. Đây người ta gọi là vàng mã cho con núp mọi người. Mày tung vàng mã trước sức mày lượm đi đúng không? Rồi. Ơ sao kỳ vậy, tao rớt trúng lửa chứ. Vậy là mày hên rồi. Hôm bữa rớt trúng lửa đâu chết mày. À bữa đó nghe đâu mà nhảy được lần mà tới giờ thôi mày nhảy 2-3 lần không vậy núp. Ừ con này nhảy ghê, nó nhảy xuyên hết tất cả luôn rồi. Chứ trúng lửa là tao chết rồi. Nãy à, được, khá đây. Mỗi lần tới cái bàn nhảy là mình buồn cười chết đi được mọi người. Núp nó thi. Dám đâu, mấy bữa tao toàn nhảy. Thôi mày ơi, qua. Mày nghe lâu cái lâu mới bị mày thôi. Nghe có câu chẳng qua chó ngáp phải ruồi chưa? Là con chó nó ngáp á, con ruồi nó tình cờ nó bay ngang vô chui vô mỏ con chó. Nên thành người ta gọi là chó ngáp phải ruồi. Ê mày hết bóng rồi. Tao hết bóng rồi. Ủa con gì đây? Venusaur. Rồi mình hết luôn cái năng lực lúc kỳ rồi. Ê con kia mày bỏ hả? Necroma. Bắt rồi, vẫn còn chưa bắt thôi, không có vụ bỏ đâu. Không có vụ bỏ đâu. Tao chưa có con Necroma. Rồi nó chứ. Con xin cái leo săn 2 mùa rồi mà không được luôn mọi người. Săn một tập và tập này không ra được luôn mọi người ạ. Ghê thiệt chứ, con Lunala còn ra được nè. Có bị rớt rồi. Lunala còn ra được nè, nhưng mà con Sun... Ui Lunala, đấy nè, thấy chưa? Cái dạng này dạng chấm đen, cái dạng băng. Đâu, coi. Nè, tao hết PC rồi, đặt cái PC ra coi. PC... Tới không? Tới chứ. Nè. À, vậy thì dạng thiên hà màu trắng. Cái này là thiên hà đen hay sao? Còn đây là thiên hà bảy màu hay sao á? Cái con này... Cái này là thiên hà rainbow hay sao á? Này là có màu hồng, còn con kia là cái cánh nó viền trắng. Khùng quá ba, ba nhìn cho kỹ nè ba. Cái này đẹp hơn. Nè, thấy chưa? À, thì con này có cái cánh màu. Cái cánh con này gọi là thiên hà vũ trụ luôn, còn cánh kia là thiên hà Việt Nam thôi mà chấm. À, cái kia ngôi sao màu vàng, cái này ngôi sao màu trắng. Cái này là quá trời, cái này là thiên hà rồi, này thiên hà rồi, cái này thiên... cái kia dạng là bóng đêm thôi. Cái kia dạng là moon, full moon. Đốm đốm. Cái đó là full moon. Là trăng tròn á. Ê, sao tao chưa có khả năng? Ở bên nước ngoài gọi người ta hay gọi là bên mình gọi là trăng tròn, bên nước ngoài họ gọi hay là gọi là ngày full moon mọi người. Full moon cái gì là vậy nè, Lunala. Full moon sẽ có chó đó. Sói. Ui Lunala mày đẹp dữ nấp. Lunala cụ bắp. Bắt hoài không được nào. Ui Lunala đen luôn kìa. Ui phải Lugia chứ. Trời ơi may quá không bể bóng. Chạy. Không có bóng thì sợ. Pháo hoa nổ ngập trời luôn. Ui, Axon, yeah, hai con. À, tao có con Necroma rồi. Ui, Great Ninja khổng lồ. Nếu mày cho tao con Sinclair, ô lòng con. Khủng quá, ai mà cho, không có cho đâu. Tao đang tìm con Sinclair, tập trước không ra được, tập này chẳng lẽ không ra luôn. Đập tới gần cả mấy ngàn quả đó mọi người ạ. Lunala. Ôi, Lunala, Sinclair kìa. Lucario. Axon nữa nè. Chết drum table finny. Mày bóng này đập đã tay luôn mọi người ạ. Nhưng mà để mà bắt được con chập cuối thì khó quá. Sinclair vẫn làm thứ gì đó. Ui, đã Sinclair thường kìa trời. Mày được con thử với con xe này luôn. Ờ, mà nó không ra con đặc biệt. Ôi, đặc biệt, tao nói nó khó lắm luôn ấy. Anticuno.
Đặc biệt là mày gọi là phải ăn ở có đất kìa, chứ mày ăn ở đất có không được đâu. Mày tào lao nha, nó tào lao mày. Mày chuyên gia lựa lợi dụng những tao sơ sẩy cái mày đấm đầu tao rất hố. Mày á, tao trong lúc tao đang chào mọi người mày hay đấm lén, mày đấm vào mặt tao. Ê mày đạp mày bắt cho hết đi, nó mày xả, ớt xả luôn kìa. Bắt rồi nè. Ô anh kia này đấy, bắt rồi mà kìa. Ôi ôi ôi. Son ga leo á, leo leo leo. Ôi khó quá mọi người ạ. Quá là khó luôn. Thật sự để mà nói là ui mình được con Necro băng này nhiều kinh khủng khiếp nha. Mới có hai con mà nhiều tôi quýnh này ba con rồi. Ba con dữ hả? Ừ, ba bốn con luôn ấy. Tao nhớ tao nhiều tao lắm chưa cơ. Chưa có con nào hết mày. Kẻ kẻ hai hộp sữa người làm không ra mà. Ôi, tao có lần có Necromai thường không à? Ôi, không ra được luôn kìa mọi người. Game Ninja. Son Nga Leo ơi. À, tao có Son Nga Leo ơi. Ê, con nó mới đập ra. Tăng 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 tăng. Rồi xong luôn. Ha ha. Ôi chưa chưa bình tĩnh thôi, từ 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 từ. Nhưng mà ta đập là con mới rồi mà với là con cũ thôi. Ôi nó được. Trời nó được Necro nữa kìa. À được, ngon, kết hợp. Hết cái đầu mày. Ai cho cướp mày? Kết hợp với lời con Son Nga Leo. Không được, không cho cây kết nha. Sao không? Ê, Son Nga Leo, trời ơi. Tao được một cặp luôn, yeah. Phải nói là quá là đẳng cấp luôn mọi người. Con nấp nó được một cái là mình được liền. Trời, đây là người gọi là đẳng cấp quá chứ gì nữa. Đẳng cấp quá, đẳng cấp luôn. Trời ơi, nãy là cực kỳ khó luôn á mọi người. Không ngờ nó ra trước mặt mình y màu gì vậy. Trời mắt quá, không thấy đường. Wow. Cũng thường thôi, tao có gọi. Ôi, đúng hơn luôn mọi người. Ê, tao có cái lọ lúc đi bơi sạch rồi cho mày nè. Đâu, mày ăn vô, mày ăn vô, mày ăn vô, mày ăn vô. Ê, còn một con nữa mày. Còn một con nữa. Ê, mày ơi, có con Get From đó mày ơi. Cái gì hả? Sao, sao? Ôi, chết rồi, đập lẹ. Ôi, nó được con mới nữa kìa. Ê, chỉ là hai con mới luôn. Luôn này là. Rồi luôn, nó được hai con mới luôn, con chết rom đẹp vậy. Đâu chết rom đâu? Tăng tăng. Ôi ôi ôi. Rồi xong luôn, xong luôn. Mày vô kiếm mờ bị xì rồi. Ôi con nó, ê mấy con một cái mờ này ra chỗ khác đi, không phải chỗ tụi mày vô đâu, trời nó vô nó thi đấu kìa. À, ở đâu ngon vậy? Bắt hết. Ôi con nó mới được con chết rom nữa kìa. Tao đóng cửa lại, chốt mày ngoài luôn. Ừ mày đóng đi rồi tao. Rồi luôn, không phải khỏi vô luôn. Tao win dễ dàng. Dễ. Hôm nay hả, không có gà gì cái búa mình đấm cái đầu nữa hết mọi người. Ok bây giờ mình sẽ chọn đội hình nha mọi người. Mình dùng hai con Luna La luôn với một con Son Nga Leo mới mọi người. Son Nga Leo đâu rồi? Son Nga Leo. Đây này chắc là con này. Ờ cũng được. Con 90 mới đúng nè. Đấy. Son Nga Leo đâu rồi ta? Ồ. Get Worm nè. Ê, giờ lấy con Z-Rom đi kết hợp hả? Không, không cho kết hợp mày. Phiên bản nào không cho... Ui, trời, con Z-Rom đẹp dữ vậy trời. Ui, con mắt nó kìa. Mà nó bị... Bị gì? Nó đẹp chứ mà bị với mày. Ui, nè, trời. Ui, đẹp, con Luna La tao xịn hơn. Con mày nhiều luôn. Ui, nhìn ra. Luna đẹp á mày. Đẹp ghê luôn mọi người. Trời ơi, quá đỉnh luôn. Bắt vô đi à. Ok mọi người, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị dẫn chiến trong vòng vài giây nữa thôi nha. Oh yeah, trận đấu của chúng ta sẽ được bắt đầu ngay vậy luôn mọi người. Để mắt kính lên, để sẵn sàng. Oh, quá dữ. À, dữ. Đó, phải muốn mấy quyền, được quyền. Dễ màng, hoàn tính tao. Rồi, ok, hôm nay ta sẽ dùng Green Ninja level 85. Vô. Trời, chưa xuống. Up cái tịch. À, mày giỡn mặt hả nấp. Ad Green Ninja của ta sẽ cho mày biết thế nào là mùi lấy đồ. Chết rồi, chiều này nó không có chiều được bóng tối ta, nó có qua tờ Shuriken sao trời. Rồi xong, quýnh không có được. Thôi, con này chưa qua tờ Shuriken được rồi. Rồi xong, Taco gì nè. Ôi, qua tờ Shuriken yếu quá. Nó con, quýnh nó. Yếu quá, nhiều máu. Ôi trời ơi, quýnh cây nó vàng luôn. Ôi, xin lỗi nha, xin lỗi mày nha. Ôi,
Dạ mang cái chiêu đam từ mọi người ạ. Water Shuriken. Yeah. Yeah 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 yeah. Mega. Ai em mà mega. Dạ. Hây. À cha, nó cũng chơi con này luôn. Được. Con của tao ra. Được. Water Shuriken. Chết rồi, con này có chiêu nào đánh. Mình mega con ớt này mạnh lắm mọi người. Hây. Rồi hết nửa máu luôn. Máu cuối luôn, máu vàng. Chết rồi, con này nó hơi mạnh mọi người ơi, chiêu nước. Muốn nó có 3 lần à. Ừ, may quá còn sao. Trời ơi, sao mạnh chứ. Ơ chết rồi, em lại chi vậy, nhấn lộn chiêu rồi. Chuyện ra đi con. Chết đó. Ồ, quýnh lộn chiêu cha, nó mất tiêu cây vậy nè. Action Mega Evu. Còn Mega nữa. Tại vì con kia là Mega ẩn, nó gọi là Battle Ball, nó khác với là Mega, nó cũng gần nghĩ với Mega. Nhưng mà đó là dạng thực chiến nên thành ra nó sẽ không tính vào Mega. Nên thành chúng ta sẽ dùng đá tiếp tục của con này. Ê sao con tao chưa biến hình? Máu vàng là biến hình mà. Ừ ha, con mày chắc bị lỗi rồi. Ôi chết cha rồi, mẹ ơi, nó bự hết rồi. Oh my god, mày lại giấu. Trời, nó lại chơi giấu bài đúng mọi người ơi. Xong rồi rồi. Ha, thấy tao biến hình chưa? Chết rồi, không biết có biến hình xong chết liền không trời. Bài chết không vậy? Ôi, nó trâu quá mọi người ơi. Ôi, nó trâu quá rồi. Chết liễu. Phải quýnh được một chiều nữa chứ, quýnh chiều nữa hả chết con. Quýnh chiều nữa đi rồi hả chết. Cay thiệt sự mọi người. Rồi nó không chết luôn rồi. Ủa sao nó không cho tao quánh luôn mày ơi. Ôi làm chiêu gì ta. Thầy. Đây. Ừ con này tao cắn một cái nó cho mày chất mộng ngàn thu nha con. Mega. Con này mega cái màu nó tím rịm luôn. À tao biết rồi. Con mày nó đã chuyển sang dạng tím tái. Chuẩn bị lên nồi tao tái chanh mày luôn. Mày tím tái hả? Dạ. Mày cũng tím á con. Ôi trời nó mạnh. Ôi nó chưa chết nữa. Ôi cái chiêu cái đẹp ghê nữa. Mà không quýnh lại nó mọi người ạ. Chưa chết nữa hả? Quýnh nó cái được không? Ôi trời mạnh quá mọi người ạ. Con chữ cổ này mạnh. Cao lắm, quýnh trước hết. Được rồi. Ôi cậu đo luôn. Tao phải trong một chiêu giết mày mới được. Giết nó trong vòng một chiêu con. Ôi nó không chết rồi mình chết nè. Ôi cha. Mạnh quá con. Ray của gia nó mạnh quá. Yeah. Trời ơi, mạnh dữ rồi trời. Ha, hên quá. Nó không chết là mình chết đâu. Con chữ cổ này quá mạnh rồi. Con Xuân con Lê không có chiêu rồi. Lần cuối con. Ê, quýt không được luôn kìa. Leo, tiêu mày rồi, tiêu mày rồi. Ôi, tiêu rồi mọi người ơi, xong đời rồi. Trời ơi, con bự con của tao đây, tao sẽ thả băng cái đầu mày. Rồi tiêu luôn. Son Galeo Irichard gì đây? Steel Rock mày dạ, mày gãy ngứa tao hồi nó. Ủa gì vậy? Thả đá đầu. Tự động đánh luôn. Rồi luôn rồi. Mày tao đợi nó quýnh ra nó hiện. À đây là xong rồi. Ôi, chiêu cùi quá, Iron Hit con kia cũng hơi sắc. Chiêu hay đắt đi. À, Nice Slap. Chiêu bóng tối với mày nè con. Được, chiêu bóng tối được. Không được rồi, con này không có chiêu gì hết, nãy quên để ý chứ. Thôi cắn chết nó đi con ơi. Ráng gồng được chiêu nào hay chiêu đó con ơi. Ôi, yeah. Super effect luôn kìa. Haha. Hôm nay gãy đồ hình nhanh với trời. Tiêu mày rồi. Tao chơi chiêu gì đây? Chơi chiêu Pacific đi. Pacific. Ôi, không chết nổi kìa. Ôi, con nó mạnh quá vậy. Đánh một chút xíu máu à. Chết đi mày. Rồi, chết rồi, nghi quá. Toàn đội hình mình chắc tiêu. Rồi, chết rồi, còn 301. Ui, nó chơi con này ra luôn rồi kìa. Phải chơi chiêu mạnh nhất không mọi người? Muốn get beam. Từ. Không có từ cái đầu mày á. Kiếm chiêu đánh coi. Không, từ từ cái đầu mày, quýnh đại lên con đường suy nghĩ đâu vậy? Chiêu đó. Rồi, thôi luôn rồi. Yeah! Ha, Yeti đã quên rồi, Yeti còn chưa chơi con Leo nữa. Nhít rơm quá mà. Con nấp nó trơn vàng, mọi người ơi, thua. Con nhít rơm tao mạnh nha mày. Con nấp nó trơn vàng. Thua rồi. Ôi, bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Mặt mũi đâu nhìn mọi người nữa.